Ok, rồi chào cả nhà, chào Nguyễn Huệ. À thì chị được biết là Nguyễn Huệ có một câu chuyện sử dụng sản phẩm wellness của công ty Oriflame á, cải thiện là cái vóc dáng cân nặng mình rất là hiệu quả nè. À, Huệ chia sẻ với cả nhà nha. Em chào chị Lan, chào cả nhà mình nha. Em tên là Huệ, em sinh năm 88 ở Bình Dương. Thì hôm nay em chia sẻ cái câu chuyện rất là vui của mình, đó là em sinh em bé xong, tức là khi có bầu thì em lên tới 76 kg. Sinh em bé xong em còn 65 kg, về cái mức từ 62 đến 65 kg là nó nằm trong vòng 6 năm nay luôn á. Thì cái người của em rất là dễ mập luôn, mặc dù em ăn cũng không có nhiều. Và em cũng muốn áp dụng nhiều cái phương pháp tập thể dục này kia nhưng mà không có kiên trì nên là không có giảm được bao nhiêu. Và thuốc giảm cân thì em không có dám dùng, tại vì em thấy em tìm hiểu rất là nguy hiểm. Thì tình cờ á, thì trong cái tháng 4 2021 này nè, em tìm hiểu về cái dòng sản phẩm wellness bột này này chị Lan, để là cải thiện cái tình trạng đau dạ dày 5 năm của em á. Thì rất là hay là em đang dùng, thì em được biết là thêm cái dùng sản phẩm cái chất xơ này nữa, thì em kết hợp thêm cả hai cái, là buổi sáng thì em dùng cái sản phẩm chất xơ này, một ly chất xơ này buổi sáng để thanh lọc cơ thể. Lúc đó là em chỉ nghĩ để thanh lọc cơ thể và cải thiện cái đau dạ dày của em. Thì em uống một buổi sáng một ly này, xong rồi một tiếng đồng hồ hoặc sau em lại uống thêm một lần cái ly wellness bột. Em uống trong vòng từ tháng 4 cho đến tháng là hơn một tháng, tháng rưỡi đó, là em giảm được từ 62 kg mà em xuống còn 58 kg. Xong đến cuối tháng là em cân lại là em xuống còn 57 kg. Rất là tuyệt vời luôn, mà em không cảm thấy mệt, em không cảm thấy mệt gì hết trơn á. Cảm thấy của người của mình khi mà nó mập á, nó rất là đừ luôn, người nó lừ đừ, rất là mệt, di chuyển nó khó khăn, rồi thẩm mỹ mặc quần áo rất là khó luôn. Nhưng mà khi mà em giảm được 5 kg đó, thì em lại thấy cái người của mình nó nhanh hơn, khỏe hơn, các hoạt động của mình nó nhanh nhẹn hơn và người mình nó khỏe hơn, nó không hay buồn ngủ. Trước em mà mập là em buồn ngủ dữ lắm, người ta nói ăn nhiều mới mập, mà em không ăn nhiều mà nó cũng mập. Thì sau này em tìm hiểu lại thì em thấy là cái bột rau này này nó làm giảm cái tình trạng, cải thiện cái mỡ bụng rất là hiệu quả. Rồi là cái bột là dinh dưỡng này là dinh dưỡng cân bằng á, nên là nó giúp gan của mình phục hồi lại được cái chức năng gan, nó chuyển hóa được cái chất béo đó, thì là nó sẽ giảm cân. Em tin dùng tới bây giờ và bây giờ thì rất là vui, là thứ nhất em được cải thiện về dạ dày này, em cải thiện được về cân nặng này, và da của em có mấy cái nốt đồi mồi với lại tàn nhang nhỏ nhỏ bây giờ nó cũng mờ dần rồi. Rất là ai cũng khen da của em là đẹp hơn, dáng chuẩn hơn. Rất là vui luôn. Em rất là Tuyệt cảm vời. ơn cái sản phẩm wellness của công ty Oriflame này. Tức là cái bộ em dùng hai sản phẩm, cái thứ nhất là sản phẩm chất xơ và cái thứ hai là sản phẩm wellness bột, thì cái thứ nhất là cải thiện tình trạng đau dạ dày của em đúng không? Tức là đầu tiên em uống là chỉ mục đích là cải thiện tình trạng đau dạ dày thôi, nhưng mà khi mà mình uống thì mình cải thiện thì thêm được cân nặng, mình được giảm cân và mình lại khỏe Đúng hơn, rồi. da đẹp hơn. Đúng rồi. Thì da đó, Ok. da em rất là đẹp luôn. Da em rất là đẹp luôn. Mọi người hỏi em dùng sản phẩm gì để dưỡng, em không hề dưỡng luôn, mà da em rất là sáng. Ừ, mà hôm nay là mặt mộc luôn đúng không? Hôm nay mặt mộc 100%. Em Một trăm phần mặt trăm mộc không chưa son không phấn. có son Ok, rất là tuyệt vời, cảm ơn phần chia sẻ của Nguyễn Huệ. môi. À rồi. Cảm ơn chị.